Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hacom. Và hôm nay mình xin giới thiệu với một series hoàn toàn mới tới các bạn. Đó chính là series mang tên Setup Chất. Nội dung đơn giản thôi, các bạn chụp cho mình vài tấm ảnh và liệt kê danh sách các món đồ trong góc PC của bạn, gửi mình và mình sẽ làm video tổng hợp chia sẻ góc PC của bạn với mọi người trên kênh YouTube của Hacom nhé. Và đây là về chia sẻ với góc PC của bạn nên mình sẽ không quan tâm giá của các bạn, bộ máy là đắt hay là rẻ, mới hay cũ. Có thể là một góc học tập đơn giản hay là góc gaming đỉnh cao với nhiều màn hình và nhiều linh kiện đời mới nhất. Chỉ cần các bạn làm theo hướng dẫn của mình và mình sẽ chia sẻ setup của các bạn ở trong series này. Và đặc biệt trong số đầu tiên của Setup Chất, mình sẽ có quà tặng đặc biệt dành cho 10 bạn gửi đúng form mẫu và sớm nhất, bao gồm bạn gửi sớm nhất sẽ là một chú chuột Rapu VT350S trị giá 1,2 triệu, và 9 bạn tiếp theo mỗi bạn một chiếc áo polo Uniqlo chính hãng trị giá khoảng tầm 500.000 đồng mỗi chiếc. Đầu tiên để chụp ảnh, chắc chắn các bạn sẽ cần một cái gì đó để chụp được ảnh rồi, và các bạn có thể dùng điện thoại hay máy ảnh đều được, mà chỉ cần tấm ảnh của các bạn chụp rõ ràng. Điều quan trọng nhất đó chính là ảnh chụp sẽ phải chụp theo hướng nằm ngang và tỷ lệ đó là 16:9. Và nếu các bạn dùng iPhone, hãy mở app camera, ấn vào mũi tên ở trên và chọn tỷ lệ 16:9. Và đừng dùng ảnh 43 hoặc là ảnh dọc hoặc các ảnh ở động phân giải khác, tại vì nó sẽ không thể chèn vừa vào video đâu. Khi chụp ảnh, hãy cố gắng giữ tay thật vững và chụp những bức ảnh thật là sạch sẽ và sắc nét. Những bức ảnh rung và mờ sẽ được khó nhìn. Và ngoài ra các bức ảnh sắc nét thì các bạn hãy bật hết tất cả đèn trong phòng để đảm bảo máy đủ độ sáng. Và nếu bộ máy của các bạn được rực rỡ trong đêm thì yên tâm, chúng mình cũng sẽ có phần đó cho các bạn. Nhưng những bức ảnh đủ sáng, sắc nét luôn là ưu tiên hàng đầu. Khi chụp ảnh, các bạn hãy bật máy tính và màn hình lên nhé, và bật tất cả những thứ gì trên màn hình, kể cả desktop nếu các bạn sử dụng những phần mềm trang trí đẹp mắt như là Wallpaper Engine. Nhưng lưu ý đừng chụp những cái gì tấm hình phản cảm và hở hang quá mức, vì điều đó không phù hợp với quy định của YouTube đâu. Và chúng mình muốn chia sẻ góc máy của các bạn chứ không phải chia sẻ một vật thể nhất định, nên là muốn lưu ý nho nhỏ là các bạn đừng chụp quá sát vào vật thể nghe. Hãy để chúng có một khoảng thở và không gian chứ không tràn ngập trong khung ảnh được. Hãy cố gắng để góc PC của các bạn nhìn ưng mắt nhất có thể. Hãy vứt hết tất cả rác, vỏ chai, lọ các thứ trên bàn và để mọi thứ một cách gọn gàng nhất. Không cần quá sạch sẽ đâu, nhưng ít nhất hãy để chúng thật là gọn gàng. Và cuối cùng là những bức ảnh mà mình cần. Các bạn hãy đánh số bức ảnh theo thứ tự tương ứng với góc chụp nhé. Và chi tiết sẽ như sau. Đầu tiên cũng chính là số 1, đó chính là bức ảnh chính diện PC của các bạn, bao gồm ghế gaming và góc chụp chính diện, thẳng và lưng ghế quay mặt về phía ảnh. Mình mong muốn tất cả mọi thứ trong góc PC đều có trong bức ảnh này, bao gồm cả lưng ghế. Với bức ảnh này, chúng ta sẽ hình dung về góc PC của các bạn nhìn như thế nào từ phía sau lưng ghế. Bức ảnh số 2, các bạn hãy quay mặt trong ghế ra phía trước và để cạnh màn hình. Góc chụp cũng tương tự như ảnh 1 và là chính diện nhất có thể. Bức ảnh số 3, hãy dịch sang chiều 45 độ để chụp bộ máy của các bạn từ bên trái. Hãy cố gắng chụp tất cả mọi thứ bao gồm màn hình, máy tính và ghế nhé. Bức ảnh số 4, tương tự ảnh 3 nhưng mà từ 45 độ bên phải. Số 5, đó chính là góc ảnh từ trên xuống máy tính của bạn. Nó không cần thiết phải chính diện từ trên xuống đâu. Thế lại cố gắng kiếm một chiếc ghế chắc chắn để các bạn có thể chụp được toàn bộ góc PC của bạn từ phía trên nhé. Bức ảnh số 6 sẽ dành cho màn hình của các bạn. Hãy chụp góc chéo một chút, giảm độ sáng màn hình xuống và đừng chụp quá sát nhé. Bức ảnh số 7, trong các bức ảnh ở mục số 7, chúng ta hãy đến với gaming gear của các bạn. Đầu tiên thì các bạn hãy chụp một bức ảnh về gaming gear tổng hợp của các bạn. Bức ảnh số 8 sẽ là bàn phím, hãy chụp từ hướng chính diện nhé. Số 9 cũng là bàn phím nên chụp từ góc 45 độ. Số 10, nếu các bạn có nhiều bàn phím, hãy chụp lần lượt các bàn phím của các bạn ở mục số 10 nhé. Đánh dấu lần lượt từ 10.1 đến 10.2, 10.3 vân vân. Nếu các bạn không có nhiều bàn phím, hãy bỏ qua bước này và đến với số 11. Số 11 sẽ là chuột của các bạn, hãy chụp vài bức ảnh từ các góc khác nhau và đánh dấu theo thứ tự từ 11.1 đến 11.2 vân vân nhé. Bức ảnh số 12 sẽ dành cho tai nghe và loa. Nếu các bạn là một dân nghiện âm thanh, hãy chụp cho mình các hệ thống về DAC, AM của các bạn nhé. Và với các bức ảnh này, hãy đánh số thứ tự giống như chuột ở bàn phím. Và giờ đến phần quan trọng nhất, đó chính là bộ máy của các bạn. Với bức ảnh này, các bạn hãy chụp toàn bộ cận bộ máy từ góc chéo, nhưng lưu ý đừng quá sát nhé. Các bạn hãy tháo lớp kính hông ra để tránh phần bị phản chiếu trong hình ảnh. Số 15 vẫn là bộ máy của các bạn nhưng mà từ góc chính diện nhé. Ở số 16 sẽ là tổng hợp với các linh kiện bên trong máy tính các bạn. Hãy cố gắng chụp những vị trí bên trong máy mà các bạn cảm thấy ưng ý nhất. Đừng ngần ngại về số lượng ảnh vì các bức ảnh này về nội thất bên trong các bạn, nên các bạn sẽ đánh dấu từ số 16.1, 16.2 vân vân, giống như chuột ở bàn phím. Và số 17 gần xong rồi, bây giờ đến phần DJ. Toàn bộ ảnh trong mục 17 sẽ dành cho việc DJ bộ máy của các bạn và các phụ kiện dùng để DJ như dây thít, dây xoắn hay là máng đỡ dây điện. Số 18 thì không nhất thiết phải có đâu, nhưng mà nếu các bạn có bộ máy cực kỳ lật lòe vào buổi tối thì tắt hết đèn và chụp vài kiểu ảnh nhé. Cuối cùng, những bức ảnh số 19 sẽ dành cho những phụ kiện làm đẹp cho góc PC các bạn. Có thể là những mô hình, đồ chơi, hoa hay những thứ không liên quan đến máy tính, hoặc đơn giản là bức ảnh toàn bộ phòng của các bạn nếu các bạn có một phòng gaming đúng nghĩa. Nói chung số 19 này sẽ dành cho những vật dụng trang trí góc PC của các bạn. Và cuối cùng, không nhất thiết phải có, nhưng mà nếu PC các bạn có rất nhiều đèn LED sập sình khác nhau mà không thể diễn tả được bằng hình ảnh thì hãy quay một clip dưới 1 phút về toàn bộ góc PC của các bạn. Nếu các bạn có những bộ đèn LED như Nanolip, G-Line vân vân thì đây là phần các bạn nên có, và nếu tất cả mọi người kể cả mình đều muốn xem hệ thống LED của các bạn trong buổi đêm lung linh như thế nào. Sau khi các bạn đã có toàn bộ các file ảnh rồi, hãy đánh số thứ tự và cho vào một folder và hãy nén folder đấy lại. Sau đó,
các bạn gửi email cho mình vào địa chỉ media@hacom.vn với cú pháp như sau. Ở phần nội dung email, các bạn hãy copy paste toàn bộ mô tả ở phần phía dưới video nhé. Điền vào những gì bạn biết, còn những gì bạn không có hay không biết có thể bỏ trống cũng được. Và mình xin nhắc lại phần quà ở tập đầu tiên, chúng mình sẽ có phần quà nhỏ nhỏ bao gồm một chiếc chuột không dây Rapu VT350S trị giá 1.499.000 dành cho một bạn gửi sớm nhất và đầy đủ nhất. Và 9 bạn tiếp theo, mỗi bạn sẽ có một phần quà là một chiếc áo polo chính hãng của Uniqlo trị giá khoảng tầm 500.000 đồng một cái. Và các bạn lưu ý là phải đúng số lượng ảnh và thứ tự ảnh như mình phần vừa nói ở trên nhé. Còn sai thì sẽ không được đâu. Và mình sẽ cố gắng đăng hết tất cả những góc PC của các bạn. Tất nhiên là nếu các bạn làm đúng những gì mình vừa nói thì đảm bảo chắc chắn là các bạn sẽ có mặt ở trong video. Và cuối cùng, tùy thuộc vào số lượng góc PC được gửi, tuần sắp ra video về góc PC các bạn sẽ dao động từ 1 đến 2 tuần hoặc là 1 đến 2 tháng. Vì mình sẽ làm theo thứ tự từ trước đến sau, nên các bạn hãy kiên nhẫn nhé. Và cuối cùng, mình không quan tâm góc PC các bạn đắt hay là rẻ, một màu hay là RGB, miễn là nó của bạn và bạn làm theo đầy đủ hướng dẫn, bạn sẽ góp mặt vào trong series này. Đây không phải series để khoe những bộ máy khủng, những bộ máy hàng trăm triệu, mà đây là nơi để chúng mình cùng chia sẻ đến góc PC của các bạn phù hợp với nhiều mục đích khác nhau. Nên đừng ngại nếu bộ máy các bạn không sử dụng những linh kiện đắt tiền. Mạnh mẽ lên và chúng ta hãy cùng gặp nhau trong series setup chất nhé.